Gia đình chị Phạm Thị Vóc ở thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm mắc cà sấy nước. Ban đầu chỉ bán rất ít trong thôn, trong xã. Sau đó thấy thu nhập thị trường lớn, chị Vóc quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Sản lượng ngày càng nhiều, lại có ưu thế ngay vùng nguyên liệu, chất lượng hạt đầu vào tốt nên sản phẩm mắc cà thơm ngon mà giá thành lại rất cạnh tranh. Chị Thiến Hành đăng ký thương hiệu xây dựng sản phẩm ô cốp 3 sao của huyện Di Linh. Và từ đó, chị đưa sản phẩm mắc cà sấy nước của gia đình lên các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada để cung cấp tới tận tay khách hàng. Sản phẩm từ vườn nhà đã vươn ra phố nhờ có thương mại điện tử. Năm nay mình có làm thêm được một nhà xưởng này, làm thêm một nhà kính để phơi mắc cà này. Rồi mình có sắm máy sấy mắc cà, rồi là máy hút chân không và các loại máy để chẻ, để soi. Còn cơ sở của mình thì vẫn giờ đã được đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Chủ yếu là bán qua trang Facebook cá nhân của mình thôi. Mà giờ khi có được chứng nhận sản phẩm ô cốp thì mình bán hàng ở trên các trang thương mại điện tử. Giữa lúc những vườn bơ của nông dân bán với giá rẻ chỉ vài ngàn đồng một ký, thậm chí không có thương lái thu mua, quả bơ tươi đạt chứng nhận ô cốp từ vườn Avocado Farm vẫn bán được giá từ 50 đến 60 ngàn đồng một ký. Nhận thấy khó khăn trong khâu tiêu thụ, anh chủ động liên kết bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop thông qua các phiên chợ ô cốp. Khi người tiêu dùng có thể nhìn thấy vườn bơ với thảm cỏ xanh, cây bơ được chăm sóc hữu cơ, quả được cắt trực tiếp từ trên cây xuống, thì họ sẵn sàng trả giá xứng đáng để có được sản phẩm chất lượng, đặc biệt là được giao đến tận tay. Tiếp cận về cái trên sàn thương mại điện tử thì mình thấy là nó rất là quảng bá được rất là nhiều người, thì trong đó cũng có những người họ quan tâm về chất lượng, cũng có những người họ quan tâm về giá cả, nhưng mà những người quan tâm về chất lượng thì nó sẽ số đông hơn, và khi mà người ta họ dự thử cái sản phẩm của mình thì họ quyết định họ tiếp tục sử dụng và họ giới thiệu rộng rãi ra. Thì cái đó là cũng cái hay của bên chỗ mà thương mại điện tử. Lúc đầu thì người ta họ cũng chưa biết đến nhiều, nên là nó cũng ít lắm. Rồi sau này vài cái khách hàng mà họ đã sử dụng rồi họ có cho những cái thông tin, những cái comment nên nó tốt á, thì lúc đó mình bán cũng nhiều. Sự trỗi dậy của thương mại điện tử đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức người tiêu dùng mua hàng. Chỉ cần cầm trên tay điện thoại thông minh, người tiêu dùng hoàn toàn có thể so sánh giá bán, đọc nhận xét của người mua trước, lựa chọn nhiều sản phẩm khác cùng loại trong tầm giá, v.v. Do vậy, hàng hóa không chỉ phải đảm bảo chất lượng mà còn phải có giá thành cạnh tranh, bao bì, mẫu mã đẹp mới tăng được lợi thế trên các sàn thương mại điện tử. Người ta không có thể ngửi được cái mùi từ phương xa hoặc là qua hình ảnh, nhưng mà họ tụ trung, họ nhìn trên các fanpage hoặc là trên những cái sàn thương mại, họ thấy cái hình ảnh chúng ta chiết xuất hay chúng ta làm sản xuất ra từ thiên nhiên, thì điều đó là quyết định rất là lớn về việc họ mua sản phẩm. Ở trên cái sàn thương mại đó thì họ nhìn thấy cái bao bì trước đã, thì họ hiểu rằng là nó đã có mang tính chuyên nghiệp nhiều hơn như thế nào. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử là cách để người nông dân, nhà sản xuất chủ động trong việc tiêu thụ nông sản chất lượng, giảm phụ thuộc vào thương lái trung gian, tìm hướng tăng lợi thế cho chính sản phẩm của mình.